Hello mọi người, bạn nào là fan của BodyMix thì đừng bỏ qua video này nhé. Dạo này mình bị mê em này quá nên hôm nay làm video chia sẻ em mọi người. Đây là em BodyMix của nhà Malisa được xuất xứ từ Thái Lan. Lúc đầu thì mình chỉ tậu em BodyMix này thôi nhưng mà mê cái mùi này quá nên đã hốt luôn cả em dưỡng thể cùng hãng luôn để về dùng. Hai em này không hề là mình thất vọng luôn, đúng kiểu giá rẻ mà chất lượng cao luôn đó các bạn. Em dưỡng thể này có chất kem mỏng nhẹ, thấm nhanh nên không hề gây bết rít nha mọi người. Trước đây thì mình cực kỳ ghét dùng dưỡng thể luôn vì thoa xong da rất là bết rít, cực kỳ khó chịu. Nhưng mà từ khi có em này thì mình thay đổi luôn suy nghĩ. Em này hương nước hoa nên thoa xong thơm ngất ngây luôn các nàng ơi. Không chỉ thơm mà nó còn chứa glutathione làm trắng da, chống lão hóa nữa nha. Ngoài ra em này còn có tinh chất hạt nho, hạt maca, vitamin E, A, C nuôi dưỡng làn da của mình mịn màng hơn và chiết xuất từ nha đam cung cấp độ ẩm cho da nhé. Mình thường thoa em này trước khi đi ngủ đến sáng mai dậy vẫn còn thơm lưu hương tận 8 tiếng á mọi người. Xem bản thành phần thì mình thấy em này có hương táo này, hoa mẫu đơn này, hoa cúc này, hoa linh lan trắng và nhiều loại nữa nhưng mà mình không nhớ nổi ấy mọi người, chỉ biết là cực kỳ thơm thôi. Mùi mình đang dùng là mùi Odonju, thơm kiểu quyến rũ lãng mạn nha. Càng thơm và lưu hương lâu, nếu các nàng xịt thêm em BodyMix này, xịt xong đảm bảo là khoái khoái chảy nước miếng liền á. Mình thấy em này khá là phù hợp cho mấy bạn học sinh sinh viên hoặc là mấy bạn không thích mùi nước hoa ấy. Nên là xem xong nhớ sắm ngay em này nha. Bye bye.